đi mở ra. 1, 2, 3. Tiếp theo là bạn Sky nè. Bao. Cái hộp này là cái hộp gì? Chiếc xe. Bây giờ đây là cái gì đây? Coi đây là chiếc xe gì đây? Ở đây chiếc xe gì đây? Đâu đi để mở ra hộp gì đây các bạn? Wow, hộp gì đây các bạn? Đây là hộp gì đây các bạn? Đâu để mình mở ra coi. Wow, hộp gì đây các bạn? Wow, các bạn hộp gì đây các bạn? Các bạn ơi, đây là hộp gì đây các bạn ơi? Đây là hộp gì đây các bạn? Đây các bạn. Wow, đây các bạn. Mở ra coi nha. Wow, cái gì đây các bạn? Ôi nội ơi, rồi nó che vô. Wow, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta hãy cùng chơi những món đồ chơi mới với mình nha. Ê các bạn ơi, đây là hộp gì đây các bạn? Một chiếc xe cần cẩu police màu trắng này, móc cẩu này cần cẩu thì màu xanh nha. Wow, chiếc xe cần cẩu này chạy nhanh quá các bạn ơi. Ê, đây là cái chiếc xe gì đây các bạn? Đây là chiếc xe container màu xanh, nó đầu cabin màu trắng nè. Bác tài xế có ra xe nè các bạn. Để theo một chiếc xe cẩu bốc cát nữa nè. Wow, chiếc xe container này siêu đẹp luôn các bạn ơi. Ở đây là hộp gì đây? Để mình mở ra coi nha. Một hộp chất của bọn bạn Zuma nè. Đây là bạn Rocky nè. Dưới này là Muscle nè. Đây là Trey nè. Còn đây là Sky nè. Còn đây là Rubble nè. Anh Rider. Là chiếc xe của anh nè các bạn ơi, để mình gắn vô nha. Wow, dễ thương quá ha. Wow, nhìn bạn chó cứu hộ này, bạn Rider dễ thương hơn các bạn ha. Đây là con hai khẩu súng nó nhìn ngầu chưa nè các bạn ơi. Màu cam với màu xanh. Trời sao ta? À, biết rồi, mình kéo cái này ra nè các bạn. Rồi bây giờ mình nhắm bắn nha. 1 2 3. Ê, mình đã bắn trúng bằng Rocky rồi. Tiếp theo là bạn Sky nè. Wow! Một phát trúng hai bạn luôn. Cái khẩu súng này chơi hay các bạn ha. Rồi tiếp theo mình qua đây mình coi cái hộp bên này có hộp gì đấy. Một chiếc xe MC Queen màu cam, một chiếc xe ô tô màu xanh nè, một chiếc xe ô tô màu vàng nè, rồi một chiếc xe ô tô màu đỏ nữa nè. Wow, chiếc MC Queen này đẹp quá các bạn ha. Rồi đây là chiếc xe hiểu các bạn. Đây là một chiếc ô tô màu xanh lá cây nè, chở theo một chiếc xe gấp được các bạn ơi. Rồi để lên nha. Nè. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Bây giờ đây là cái gì đây các bạn? Một chiếc xe container cảnh sát màu trắng nè, chở theo hai chiếc xe ô tô bên trong. Ở trên này một chiếc xe mô tô, hai chiếc xe mô tô nè. Wow, chiếc xe cảnh sát này siêu đẹp luôn các bạn ơi. Ê các bạn ơi, đây là chiếc xe gì đây? Một chiếc xe container màu vàng. Ở trên này chở thêm một chiếc xe, hai chiếc xe. Nè. Wow, các bạn ơi, ở đây có đầu cabin nè, chiếc xe cẩu bút cát nè. Lắp cái cabin vô nha. Wow, chiếc xe cẩu bút cát màu vàng nè, có cabin màu xanh lá cây này siêu đẹp luôn. Ê các bạn ơi, ở đây lại có một cái đầu cabin màu cam nè. Lắp vô chiếc xe cần cẩu vàng nha các bạn. Đó, chiếc xe cần cẩu màu vàng nè, có cái đầu cabin màu cam siêu đẹp luôn. Ý các bạn ơi, ở đây chiếc xe gì đây? Chiếc xe chở thú khủng long. Các bạn nhìn thấy cái đầu có vây sừng nè, nhìn ghê chưa? Chở theo gì đây? À, một cái chuồng thú nè, bên trong có một con cọp nè, còn một con khủng long nữa. Còn đây là gì đây? À, một cái chuồng thú khủng long nè các bạn ơi. Chiếc xe chở thú là khủng long này siêu đẹp luôn các bạn ơi. Ê các bạn ơi, ở đây có hộp gì? Đâu đi để mở ra coi. Một chiếc xe bồn trộn bê tông nè. Cái còi xe thì màu xám nè, cái đầu cabin nè, mình đổ đất đá cát xi măng vô đây nha, rồi xoay cái bồn trộn bê tông nè các bạn. Rồi bê tông sẽ đổ ra chỗ này để mình làm công trình nha. Chiếc xe bồn trộn bê tông này đẹp quá các bạn ơi. Ê các bạn ơi, ở đây mình thấy có đầu cabin nè. Có một chiếc xe cậu cứu hộ còn thiếu cabin này, mình lắp cái cabin vô nha. Chiếc xe cần cậu cứu hộ này có đầu cabin màu xanh nè, cái bệ cẩu màu vàng nè. Cần cậu cứu hộ thì màu trắng, lính cứu hộ sẽ ngồi vô đây nha. Rồi mình đưa cái thang này lên cao để mình cứu hộ nha. Wow, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Ê các bạn ơi, ở đây là hộp gì đây các bạn? Đây là một chiếc xe container chở thú nè, cái đầu cabin thì màu xanh. Ở trước thì chở theo hai bạn hươu con cổ luôn nè. Đó. Xe này chở theo bạn hà mã, tê giác, thứ tự, thằng cọp nữa nè. Wow, chiếc xe này chở được nhiều bạn thú quá ha các bạn ha. Tiếp theo đây là chiếc xe cẩu bút cát nè, còn thiếu cái bệ cẩu. Rồi lắp cái bệ cẩu này vô luôn. Ok, xong rồi nè. Wow, một chiếc xe cẩu bút cát màu vàng siêu đẹp luôn các bạn ơi. Ê các bạn ơi, ở đây là hộp gì đây các bạn? Một chiếc xe buýt của học sinh đi học. Ở đây chưa có kính chiếu hậu nè các bạn ơi, để mình chạy thử coi. Wow, chiếc xe buýt này chạy nhanh quá các bạn ơi. Ê các bạn, đây là hộp gì đây các bạn? Một chiếc xe container màu xanh, cái đầu cabin thì màu trắng. Ở theo một chiếc xe ô tô, một chiếc xe cẩu bút cát nè. Wow, chiếc xe container này là siêu đẹp luôn các bạn ơi. Đây là chiếc xe trộn bê tông, lắp ráp cái bồn trộn bê tông này vô nha các bạn. Wow. Cái bồn trộn bê tông này xe nhanh quá các bạn ơi. Ê các bạn ơi, đây là hộp. Đâu để mình mở ra coi. Wow, một bộ xe bán tại địa hình siêu đẹp luôn, có màu đỏ nè, màu vàng nè, màu cam nè, màu xanh dương nè. Xe đẹp ơi là đẹp luôn các bạn ơi. Ê các bạn ơi, ở đây là hộp gì đây các bạn? Một chiếc xe cứu hỏa này, đây là cái đèn tín hiệu. Còn đây là cái thang cứu hộ để chữa cháy trên những tòa nhà cao tầng nhất các bạn. Wow, chiếc xe cứu hỏa này chạy nhanh quá. Ê, ở đây là chiếc xe cần cẩu này đang còn thiếu cabin. Rồi lấy cái cabin màu vàng nè, lắp ráp vô các bút cát nè, rồi để chiếc xe cần cẩu đi qua một bên. Rồi sửa chữa lắp ráp bánh xe, chiếc xe chở rác nha. Một bánh xe, tiếp tục thêm một chiếc bánh xe nữa. Ok, wow, chiếc xe chở rác này siêu bự luôn các bạn ơi. Tiếp theo đây là hộp đồ chơi gì đấy các bạn? Wow, đây là một chiếc xe cứu hỏa nè, chiếc xe thang này để đưa người lên cứu hộ đó các bạn. Cứu hỏa này đẹp quá ha các bạn ha. Rồi còn đây là hộp chính, một chiếc xe container màu xanh nha, còn đầu cabin thì màu trắng, chở theo một chiếc xe đua màu vàng nữa. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Ý các bạn ơi, đây là hộp gì đấy? Một chiếc phanh này chắc, chở theo một ô tô, hai ô tô. Nè. Wow, ai đây? Còn đây là cái xe cẩu bút cát màu cam này, bỏ cái bờ cẩu bút cát màu cam vô luôn nha. Wow, một chiếc xe cẩu bút cát màu cam siêu đẹp luôn. Ý các bạn ơi, đây là hộp một chiếc ô tô màu vàng, chở theo một chiếc xe cẩu bút cát nè. Đó, bút cát ha, hay quá đi à. Nè. Wow các bạn ơi, ở đây là hộp gì đây các bạn? Wow, một chiếc xe container màu xám nha, cái đầu màu xanh lá cây, chở theo một chiếc xe gấp. Rồi bên này một chiếc xe nâng nữa. Wow, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Ý các bạn ơi, đây là hộp gì đây các bạn? Một chiếc xe bồn chở xăng, đằng sau có cầu thang đi lên nha các bạn, rồi đổ xăng vô trong cái bồn này nè. Nè.
lên. Rồi sửa chữa chiếc xe. Lắp ra bánh xe, chiếc xe bồn chồn bê tông nha các bạn. Một bánh xe. Tiếp tục thêm một bánh xe nữa nè. Wow wow wow, chiếc xe bồn chồn bê tông này bự ghê các bạn ơi. Rồi cho chiếc xe bồn chồn bê tông này ra. Ê các bạn ơi, đây là hộp xe cứu hộ thành phố này các bạn ơi. Rồi bây giờ để mình mở ra coi nha. Đầu tiên đây là bạn robot xe cứu thương. Rồi còn đây là bạn xe cứu thương nè. Tiếp theo đây là bạn xe cảnh sát này, màu xanh nha. Đây là bạn robot. Dưới đây là bạn trực thăng này các bạn. Đó, đây là bạn trực thăng nữa nè. Xe cứu hỏa nè. Rồi cuối cùng là bạn xe cứu hỏa nè. Wow, những bạn xe thành phố này dễ thương ha các bạn ha. Rồi để qua một bên đi. Rồi bây giờ mình lắp ráp cái bệ cậu đi. Vô xe cậu bốc cát. Wow, một chiếc xe cậu bốc cát màu vàng siêu đẹp luôn các bạn ơi. Lắp ráp bánh xe cho chiếc xe ben nha các bạn. Một cái xe tiếp theo, thêm một cái xe nữa nè. Wow, chiếc xe ben này có thùng ben siêu to luôn nè các bạn ơi. Rồi để qua một bên. Ê, đây là cái chiếc xe gì đây các bạn? Chiếc xe thang cứu hộ màu xanh, cái đầu cabin thì màu đỏ này, đằng sau này. Chỗ này cho chú lính cứu hộ đứng vô đây. Rồi được đưa lên cao được cứu hộ đó các bạn. Chiếc xe cứu hộ này đẹp quá ha các bạn ha. Rồi sửa chữa. Lắp ráp bánh xe chiếc xe cậu bốc cát này các bạn ơi. Một bánh xe. Tiếp tục thêm một bánh xe nữa nè. Wow, đây là chiếc xe cậu bốc cát này, có đầu cabin thì màu cam nè, cái cần cậu bốc cát thì màu xanh nè các bạn ơi. Để mình múc cát cho các bạn coi nha. Nó múc cát nè. Wow, xe cậu bốc cát bự khổng lồ luôn. Ê các bạn ơi, đây là hộp gì đây? Một chiếc xe xúc lật nè, đằng sau còn có một cái cần cậu múc cát nữa. Đâu đâu để mình mở. Chiếc xe xịn chưa nè. Đây là chiếc xe xúc lật JCB nè. Đằng trước là cái gầu xúc lật nè, còn đằng sau là cái gầu múc cát nè các bạn. Wow, chiếc xe này xịn quá các bạn ơi. Đây là cái gương chiếu hậu nè. Rồi còn đây là cái bậc thang đi lên nè các bạn. Đó, đi vào đây là cái buồng lái nè, đây là cái vô lăng nè, đây là chỗ cho tài xế ngồi lái xe nè các bạn. Rồi bây giờ mình khởi động chiếc xe lên nha các bạn. Rồi bật nút khởi động lên nè. Ok, xong rồi. Wow, khởi động lên là chiếc xe có chớp đèn chớp qua chớp lại nè các bạn, nhìn hay chưa ha. Khởi động cái đồ điều khiển là lưu kết nối vô nè. Wow, kết nối vô là có âm thanh nổ máy xe nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình thử bật nút này nha. Wow, cái nút này là lên cái gầu xúc lật rồi các bạn. Rồi mình bật cái nút này nè. Đó, hạ cái gầu xúc lật xuống nè. Mình bật nút này nè, đó, xe chạy tới nè, xe chạy ghê rồi các bạn ơi, xe chạy tới nè. Rồi mình xúc lên nè, đó, cát xúc lên được, hạ xuống nè. Ủi cát này. Rồi đưa cái gầu xúc lật lên nè, đó, rồi hạ cái gầu xúc lật xuống nè. Ôi, ôi, nó ghê rồi các bạn ơi. Ôi, nó chạy tới nè. Wow, chiếc xe, ôi, chiếc xe này đang làm việc mà sao kỳ vậy các bạn. Ôi, nó làm gì đây, nó làm gì đây. Wow, nó ủi gãi chiếc xe chở thú của mình luôn rồi các bạn ơi. Rồi, 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 nó làm gì đây. Ôi, nó tấn công chiếc xe chở thú tiếp tục nè các bạn. Ôi, chiếc xe này mạnh quá các bạn ơi. Ôi, rồi nó làm gì đây. Ôi, nó quẹo qua, làm gì đây các bạn ơi. À, nó tấn công chiếc xe container của mình nè các bạn. Trời ơi, chiếc xe này đang làm việc mà sao kỳ vậy ta. Ôi, nó hụt. Đây các bạn ơi, nó hụt vào chiếc xe của mình luôn rồi nè. Ôi, con chiếc xe này mạnh quá các bạn ơi. Nó đang làm việc mà nó làm gì đây, nó giận dữ lên nè các bạn. Ôi, nó đẩy, nó ủi quá chạy xe của mình luôn. Ôi, nó ủi chiếc xe cảnh sát luôn nè các bạn ơi. Ôi, rồi xong rồi, hư chiếc xe cảnh sát của mình rồi. Rồi ôi, đó, 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 nó ủi chiếc xe container cảnh sát của mình nữa nè. Ôi, rồi, rồi nó che vô rồi. Ôi, nó làm đổ chiếc xe của mình luôn rồi. Chiếc xe này mạnh quá à. Không được, không được rồi các bạn ơi. Thôi chiếc xe này mạnh quá, mình không chơi nữa đâu các bạn ơi. Nãy giờ chơi cũng nhiều rồi, bây giờ mình cũng phải tới giờ ăn cơm hoặc bài làm bài tập nữa. Bye bye, chào từ các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.